Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái dự án DeFi nữa, có token có ký hiệu là EFN và giá trị dự kiến là 180 USD cho 200 cái token EFN nha các bạn. Và chương trình này là dự kiến nó sẽ nhân 10, nhân 50 hoặc thậm chí là nhân 100. Nói chung là đây là một dự án rất là tiềm năng và rất đáng để chúng ta có thể đăng ký nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký này. Đây là cái giao diện của nó. Để đăng ký các bạn điền first name, các bạn điền last name, các bạn điền username, các bạn điền email, các bạn điền number phone. Number phone thì ta có bao gồm mã quốc gia của ta phía trước nhé. Đấy, sau đây các bạn code này, à đây, code quốc gia của chúng ta đây này, tám bốn năm đâu đây nhỉ? Đây, chúng ta bỏ cái 84 này đi. Đấy, các bạn chọn country, country là Việt Nam, nó thường thường ở dưới cùng, đây, phía dưới ấy. Đấy, các bạn chọn Việt Nam này, address các bạn chọn là có thể là thành phố của các bạn. Tiếp theo là các bạn nhập mật khẩu. Và các bạn confirm password, tức là nhập lại mật khẩu. Các bạn tích vào tôi phải là người máy và tích vào đồng ý với các điều khoản của nó. Sau đấy các bạn nhấn register cho mình nhé. Ok, nó sẽ gửi một cái đường link đến email của chúng ta. Các bạn check email để xác minh tài khoản. Hình như là không thấy mail đâu hay sao ấy nhỉ. Ok, chúng ta có thể kiểm tra mail ở các cái thư mục khác như là thư mục spam chẳng hạn. Bởi vì nhiều khi nó thường thường nó về thư mục spam nha các bạn. Các bạn kiểm tra hết tất cả những cái mail. Ủa, nó không về à? Không có mail nè. Không có mail làm sao mà chết nhỉ. Ok, chúng ta chờ một chút xem sao nha các bạn. Có thể là do đường truyền mạng, thế nên là mail nó sẽ đến hơi chậm so với quy định. Ok, sau khoảng tầm vài phút chờ đợi thì mail đã về. Các bạn có thể check ở cái phần quảng cáo nhé các bạn. Đây, các bạn mình sẽ mở mail lên để có thể xác minh được cái tài khoản. Các bạn nhấn vào Active Now này. Các bạn nhấn tiếp tục. Ok, thì nó sẽ xác minh tài khoản của chúng ta và các bạn có thể đăng nhập vào luôn nhé. Đây, các bạn sẽ đăng nhập bằng email cũng như là mật khẩu mà các bạn đã tạo. Sẽ các bạn tích vào tôi không phải là người máy và các bạn nhấn Login. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái phần dashboard và cái phần airdrop. Airdrop lên tới 750.000 này. Và chúng ta sẽ kiểm tra phần số dư của chúng ta ở phần user information. Các bạn sẽ thấy được hết tất cả những cái thông tin. Và các bạn sẽ thấy được số lượng token của các bạn đang có là 200 token và giá trị dự kiến là 180 USD. Còn cái link rep thì các bạn copy ở đây. Đây, các bạn ấn vào chữ C này này thì các bạn sẽ copy được cái phần link rep cũng như là giới thiệu thêm bạn bè để có thể nhận được thêm cái số lượng token nhé. Mỗi một lần giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được. Ở đây thì nó không nói rõ là chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu khi mà các bạn giới thiệu, nhưng mà mình nghĩ là khi các bạn giới thiệu ấy, thì các bạn sẽ nhận được thêm token cũng như là sẽ nhận được phần trăm số lượng bonus đến từ cái deposit mà rep của chúng ta nhận được nhé. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về một cái dự án DeFi có tên là The Final Network và token của nó là ký hiệu là EFN, tổng cung chỉ có 15 triệu token thôi, decimal là 18, công nghệ là công nghệ ERC20 của Ethereum và có smart contract rất là đàng hoàng nha các bạn. Ok, những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể cố gắng comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp nhé.
Các bạn cố gắng giới thiệu nhiều bạn bè để có thể nhận được thật nhiều token nhé. Cảm ơn các bạn này. Ô, nhanh nhanh nha các bạn, chương trình Aerobe của nó sắp kết thúc rồi các bạn này. Đây là một cái điều khá là quan trọng bởi vì tổng Aerobe chỉ là 750 mà hiện tại đã gần 700.000 rồi này. Các bạn nhanh nhanh tay để có thể tham gia vào chương trình Aerobe nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.